59 à. Không có cái duyên với máy cũ, đi mấy lần cũng bị ngồi ngoài không có vô thăm được máy cũ tiếc quá vậy. Dạ đây trước dịch là mình vô tự nhiên lắm á. Dạ đúng rồi. Ủa có vậy, đợt trước đi với bạn con thì cũng gạo với lại tả đồ thì cũng vô chỉ đều được để đồ thôi chứ cũng không được vô thăm. Dịch bệnh mình cũng sợ tại đợt vừa rồi nó mọi điều nhiễm cũng nhiều à, nó mọi điều nhiễm thì cũng mất nhiều.